Mãi này thì chắc chắn thì sẽ trúng được của chú anh chị ơi. Cái đục thì chưa vào, nhưng mà cá nó đóng rất nhiều trên mặt lưới rồi của chú anh chị. Con đùa nãy giờ em thấy nó đóng cũng được 5 đến 7 kg rồi nha. Rất chi là nhiều luôn của chú anh chị. Ok, ngồi kia vẫn có cá nè của chú anh chị kìa. Ui, có một con cá. Cái gì đây của chú anh chị? Cái này là cá chầu. Dạ, cá chầu. Cá chầu hôm nay nó to bác ơi. Dạ. Ui. Cá chầu rất chi là to của chú anh chị. Hi. Dạ, em chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Để nói đầu tiên cho ông Quốc gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại thì em Quốc đang có mặt tại bãi biển Sơn Trà của Đà Nẵng nha cô chú anh chị. Hôm nay thì bà con người dân Đà Nẵng cũng đang kéo rùm. Nên em Quốc sẽ ra qua kéo rùm cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở đằng xa xa của em đây là tuyến đường Hoàng Sa của Đà Nẵng đây cô chú anh chị. Có rất chi là nhiều tòa nhà lớn và rất chi là nhiều khách sạn chọc trời luôn đó cô chú anh chị. Đà Nẵng thì được nổi tiếng với địa điểm du lịch nổi tiếng và một bãi tắm rất chi là đẹp của chú anh chị và sạch nữa. Các chú anh chị có thể nhìn nước biển này rất chi là trong và sạch luôn nha. Nãy giờ em đi một đoạn nhưng mà không thấy một cọng rác nào luôn của chú anh chị. Nói chung là rất chi là sạch. Giờ thì em mời tất cả cô chú anh chị cùng vào xem clip em nha. Xem video thì nhấn tặng cho em một nút like và một lượt đăng ký kênh. Em cảm ơn. Bà con ngư dân Đà Nẵng thì đang tụ họp tại đây để chuẩn bị ra kéo cá đây của chú anh chị. Lúc này thì khoảng hơn 2 giờ rồi. Bà con ngư dân tụ họp cũng khá chỉ là đông, khoảng độ 10 người nha của chú anh chị. Chủ yếu là những người lớn tuổi. Có mấy cô em thấy là đàn ông nhiều hơn cô nha. Đây cô này chuẩn bị ra kéo đây của chú anh chị. Giờ thì bắt đầu sẽ ra bổ lưới. Bổ lưới xong thì bà con ngư dân Đà Nẵng sẽ bắt đầu kéo đầu dây nha cô chú anh chị. Và tiếp theo đó là kéo tới lưới của chú anh chị. Bà con thì đang chờ trong bạc cát này của chú anh chị để chờ bổ lưới nha. Ngoài kia thì mấy chú cũng đang ra bổ lưới rồi của chú anh chị. Đang xa xa này đây, đang chèo một chiếc không tròn ra ngoài kia để bổ đó của chú anh chị. Đều ngược gió đó thì rất chi là mệt nha. Sóng nó cứ đẩy vào, còn mình thì cứ chèo ra thì rất chi là mệt. Cô cho hỏi đi một chút được không cô? Dạ. Thế là bủa mái lưới này là khoảng bao nhiêu phút là xong cô? Dạ. Tiếng rưỡi đồng hồ. Dạ, là bủa không đó. Còn kéo nữa. Bủa xong đánh vô rồi và kéo nữa là 2 tiếng đồng hồ. Dạ, tầm 2 giờ đồng hồ cô. Dạ. Cũng lâu cô hỉ. Kéo thì chắc cỡ rằng 3 rưỡi mới còn, 2 3 rưỡi mới còn. Dạ. Cô mà nói hồi đó giờ đi mẹ cá nào đúng trúng vậy cô? Ít không phải không? Dạ. Có mẹ nào mà được tiền triệu không cô ơi? À có hộp có. Dạ, tiền triệu là người chia cũng được vài trăm rồi. Mua vừa tam, triệu mà 10 người là không biết, 11 người là không biết thì anh em vừa tam. À dạ, có người 90. Người 90. 10 người là 900. Dạ, ăn có tiền của. Lưới thúng đồ nữa là hứa phần của họ nữa, hứa phần nữa. Dạ. Là 11 phần hả? Dạ, tổng 11 phần. Nói chung là người có của là được 2 phần riêng nữa đúng không cô? 2 phần lưới đó. Dạ. Lưới họ lồn 2 phần lưới. Cô làm nghề này là nghề chính của cô luôn hay sao? Nghề chính cô luôn. Dạ. Giờ rồi thì có cái chỗ trái chị đang chạy đó. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Cô năm nay là 42, à 52. Dạ. Cố gắng cô ơi, lao động. Dạ. Ngoài này thì cô nói bủa 1 tiếng rưỡi là mới bủa xong lưới nha cô chú anh chị. Còn giai đoạn kéo thì khác nha. Mùa này thì là mùa hè của chú anh chị, nên lượng khách du lịch đổ về Đà Nẵng cũng khá là đông. Lúc này thì chỉ đầu giờ chiều thôi, nhưng mà phía dưới kia cũng rất là nhiều người tắm đâu của chú anh chị. Đây,
chuyến này của chú chị. Nói chung là rất là đông người đang tắm chuyến này nha. Đến đoạn khoảng độ tầm 4 đến 5 giờ thì rất là đông người ra đây tắm biển của chú anh chị. Đây này thì cũng có rất nhiều khách du lịch đang tắm đây này nha. Có hai người ngoại quốc đang tắm đây này của chú anh chị. Đây, phía đằng xa xa đây của chú anh chị. Trong này thì cái anh mà cầm cái phao vàng vàng đó là đầu dây dẫn nha của chú anh chị. Để em lên quay một chút để phỏng vấn anh cho chú anh chị mình biết như thế nào mà phải cầm cái đầu dây đó nha. Dạ, chào chú. Cái máy này là mình thả ra đầu tiên đúng không chú? Máy này thì bắt đầu bố vòng cung lại. Dạ. Để tiếng dưỡng là bà. Dạ. Bố một hình chữ U đúng không chú? À, đúng rồi. Dạ. Cái này con cũng có bố á. Nó cũng làm tương tự như thế này đây. Dạ. Nhưng mà con thấy á, cái lưới rồng ngoài này nó làm nó hơi nhỏ chú nha. Biết không, con cũng có quay đây một lần rồi mà con thấy á, cái đục nó không, nó... có cái đục đãi đây. Dạ. Dạ. Con thấy nó khác là như vậy. Dạ. Chú lùm cái ngành nghề này lâu chưa? Mấy người nó làm lâu rồi mà chú đâu lao rảnh là đi cái nước rồi. Dạ, chứ công việc chính của chú là khác đó. Dạ. Kéo này có sức khỏe chú vậy? Cái này kéo về ăn cơm nó ngon chú nè. Nó đói bụng. Nói chung mà dụng cụ kéo với cách kéo thì cũng rất giống ở quê em nha cô chú anh chị. Nhưng mà ở đây thì lưới em được biết là nó nhỏ hơn. Dạ. Với cái mặt lưới nó cũng khác ở quê em cô chú anh chị. Mặt lưới ở ngoài này là hình như em sẽ dùng bằng sợi cước. Và mặt lưới nó sẽ hình như nó khác ở quê em. Chút nữa thì em sẽ quay mặt lưới và cái sợi cho cô chú anh chị mình xem và biết nha. Lúc này thì đang kéo cái dây này vô cô chú anh chị. Kéo vô chừng nào nó căng cái đầu dây lên rồi bắt đầu mà mới thả cái đầu lưới ngoài kia nha. Rồi mới bắt một vòng hình chữ U rồi mới bắt đầu kéo cô chú anh chị. Đầu mà thả ra trước như thế này thì lúc nào cũng ít người hơn đầu bên dưới kia của chú anh chị. Tại vì đầu bên đây này thì thường thường người dân sẽ đặt cái gang gần bờ hơn ở bên dưới nha. Cái gang là cái ống bắt đầu từ phao lưới đó của chú anh chị. Người dân thường thường gọi là cái gang. Đây lúc nào ở phía bên tây này ra đầu tiên cũng ít người hơn phía bên dưới nha của chú anh chị. Lúc này thì đoạn lưới gang của bà con ngư dân Đà Nẵng cũng bắt đầu vào tới nơi để cô chú anh chị. Mặt lưới ở đây thì khác ở trong quê em đó cô chú anh chị. Lúc đầu video thì em cũng có nói nhưng mà cô chú anh chị chưa nhìn thấy hình ảnh. Đây, đây là mặt lưới của ngư dân Đà Nẵng cô chú anh chị. Mặt này thì sẽ làm bằng sợi cước và cái lỗ nó cũng nhỏ hơn ở trong em nha. Ở trong em thì mặt lưới gang thì khoảng độ to hơn gấp 4 đến 5 lần cái lỗ này của chú anh chị. Ngoài này thì bà con ngư dân Đà Nẵng vẫn đang say sưa nhau để kéo. Lúc nãy giờ thì em chờ bà con ngư dân Đà Nẵng kéo phao dây thì cũng khá là lâu của chú anh chị, tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi mới xong phao dây của chú anh chị. Rồi bắt đầu mới tới đoạn phao lưới đây. Cái gang của người dân Đà Nẵng thì sẽ làm từ cây gỗ. Đây của chú anh chị, cây gỗ nha. Còn trong quê em thì chủ yếu thì sẽ làm bằng cây tre hoặc cây nứa của chú anh chị, chứ không làm bằng cây gỗ như thế này nha. Kéo rồng ở Đà Nẵng thì khách du lịch khá là nhiều nên cũng có vài người ra kéo phụ và bà con ngư dân Đà Nẵng đó của chú anh chị. Như mé bên dưới này nè cũng có rất là đông người
kéo phụ bà con ngư dân. Lúc nãy thì ra kéo chỉ khoảng độ 10 người thôi, nhưng mà giờ hai mẻ hai đầu thì cũng khoảng tầm 14-15 người rồi cô chú anh chị. Bên trên là có một ngọn núi, và ngồi xa kia là hình như là em được biết là chùa Linh Ứng của chú anh chị. Đến đoạn này thì cũng bắt đầu chiều rồi của chú anh chị. Này mặt nước của Đà Nẵng cũng bắt đầu cạn dần rồi nha. Không sâu bằng lúc 2 giờ nữa của chú anh chị. Giờ thì mặt nước khá chỉ là cạn. Cạn như thế này thì có những con cá lớn thì nó chạy nhìn đẹp lắm của chú anh chị. Nghề rồng này có nhiều gà, cái kiêng cự lắm nha cô chú anh chị. Không được chui qua lưới của chú anh chị nè. Chúng ta có thể chui qua phao dây, nhưng mà không được chui qua phao lưới nha. Vì kiêng kỵ đó của chú anh chị. Chui qua lưới có nghĩa là cá nó sẽ lọt ra lưới. Ai cũng đang cố gắng kéo, cố gắng nhậu để kiếm đồng tiền đó cô chú anh chị. Nói chung là rất là cực nha. Hy vọng là mẻ cá này sẽ trúng đầm để bà con ngư dân Đà Nẵng sẽ được một ngày vui tươi và hớn hở của chú anh chị. Mới vào đến đoạn phao lưới thôi mà rất chi là nhiều người xem nè của chú anh chị. Đây, du khách xem cá chi là đông. Người kéo mãi lưới rồng này thì chủ yếu các cô và các chú và các bác đã lớn tuổi nha cô chú anh chị. Đây, chủ yếu những người kéo rồng ở đây là hơn 50 tuổi của chú anh chị. Đây cô chú anh chị, cô chú anh chị có thể nhìn thấy. Ui, có một con cá nó đóng cái mặt lưới rồi cô chú anh chị nè. Ui, hai ba con luôn cô chú anh chị ơi. Cá nè. Ui. Dạ, cái này là cá trích hả cô? Cá trích đây của chú anh chị. Cá này cháy ăn khá chỉ là ngon. Và chấm với dạ, làm gỏi nữa hả cô? Dạ, làm gỏi nữa nha cô chú anh chị. Đây, nó đóng rất chi là nhiều trên mặt lưới. Mặt lưới luôn của chú anh chị này. Cá trích không này của chú anh chị. Nhìn ngon lắm của chú anh chị ơi. Ngoài kia cũng có đóng vài con nữa kìa. Đó, một con nữa của chú anh chị. Ngoài này nữa của chú anh chị nè. Mẻ này thì hy vọng sẽ có một đàn cá trích nha. Cá trích này mua vào thì khá chỉ là rẻ của chú anh chị. Tầm 20-30 nghìn một ký thôi nha. Tùy theo thương lái mua nữa của chú anh chị. Cá trích này nó thường đi thành bầy phải không chú? Cá trích này nó thường đi thành bầy chú ơi. Dạ. Một bầy của nó thì khoảng độ 100 kg cũng có, và 1 tấn, 2 tấn cũng có của chú anh chị. Nhưng mà đánh lưới gần bờ thì 1 tấn, 2 tấn thì rất là khó. Chỉ khoảng độ 1 tạ, đến 2 tạ là cao rồi nha của chú anh chị. Theo em được biết thì mặt lưới của người dân Đà Nẵng này thì nó nhỏ hơn cái mặt lưới ở người dân quê em của chú anh chị. Nó không rộng bằng nha. Mặt lưới này chỉ khoảng độ 100-200 mét thôi. Còn mặt lưới của người dân quê em thì khoảng độ 300-400 mét của chú anh chị. Nói chung là rất là to. Có mấy em nhỏ đang xem cá này của chú anh chị. Dàn rồng của người dân Đà Nẵng thì hiện tại em đang thấy nở khá là đẹp của chú anh chị. Một vòng cung luôn nha. Nói chung là rất là đẹp. Đẹp như thế này thường thường sẽ cá trúng rất nhiều của chú anh chị. Mặt trời thì cũng có vài con cá đang đóng này của chú anh chị. Cũng là cá trích thôi nha. Cá trích này nó chạy thành bầy này, nó đóng hai mặt cũng là điều đương nhiên thôi của chú anh chị. Đây của chú anh chị. Em thì cũng ngại bước qua lưới của bà con người dân này mà. Để giùm lại cho cô chú anh chị mình xem thôi nha. Còn đó là con cá trích đó cô chú anh chị.
Giờ chiều này thì kéo nó cũng mát, này nó cũng khỏe người hơn kéo lúc trưa và lúc sáng của chú anh chị. Lúc sáng thì thường bà con ngư dân Đà Nẵng sẽ kéo vào lúc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa nha, là bà con ngư dân Đà Nẵng sẽ nghỉ. Có trách này có hồng mô mình đi được tọa hơi tọa chứ chú. Dạ. Dạ, con thấy nó đóng nhiều chứ nè. Dạ. Đóng rất nhiều luôn của chú anh chị nè. Ui có con cá má này nè. Đây là à có cái trích của chú anh chị, em tưởng đâu là cá má. Cái trích nó cũng giống cá má của Huy. Dạ. Con nhìn tưởng đâu cá má. Đóng đầy ngoài này luôn của chú anh chị ơi. Nhưng mà nó sướng luôn nha. Cô chú anh chị mà có ghé Đà Nẵng hay đi du lịch Đà Nẵng thì có thể ghé biển Sơn Trà, và ngay tại đây là có những tòa nhà cao cao như thế này của chú anh chị để ghé mua và hải sản về để ăn nha. Ở đây thì đồ rất chi là tươi ngon. Dạ. Nhiều loại cá chú Hỷ. Ở đây đây con cá giò nè. Ở quê em thường thường gọi là cá kình của chú anh chị. Cá này thì rất chi là nguy hiểm vì nó có mấy cái gai trên cái đầu nó của chú anh chị nè. Nó mà chích một phát là nhất đến tặng 3-4 ngày mới hết của chú anh chị. Ngoài này thì mắc một con cần cấm nó của chú anh chị nè. Con này thì cũng nhỏ. Mẹ này thì chắc chắn thì sẽ trúng được của chú anh chị ơi. Cái đục thì chưa vào nhưng mà cá nó đóng rất nhiều trên mặt lưới được của chú anh chị. Con đùa nãy giờ em thấy nó đóng cũng được 5 đến 7 kg rồi nha. Rất chi là nhiều luôn của chú anh chị. Ok, ngồi kia vẫn có cá nè của chú anh chị kìa. Ui có một con cá. Cái gì đây của chú anh chị? Cái này là cá chầu. Dạ, cá chầu. Cá chầu hôm nay nó to bác ơi. Dạ. Ui. Cá chầu rất chi là to của chú anh chị. Cá này thì thường thường làm chả ăn phải không bác? Dạ. Cái này làm chả ăn ngon lắm anh. Dạ. Ui ngồi này một con cá thẳng nữa của chú anh chị nè. Nói chung mà rất chi là nhiều loại cá luôn của chú anh chị ơi. Đây nè, cá thẳng này của chú anh chị. Cá mối thẳng nha. Nó cũng là thuộc họ hàng của cá mối của chú anh chị. Hy vọng là mẹ cá hôm nay sẽ tính bằng tấn, bằng tạ chứ không tính bằng ký nha của chú anh chị. Mà nếu tính bằng ký thì sẽ tính bằng vài trăm ký của chú anh chị để bà con ngư dân Đà Nẵng được một ngày trúng lớn nha của chú anh chị. Cái đục thì đáy đoạn này cũng sắp vào tới bờ đây của chú anh chị. Còn khoảng độ 5 đến 7 mét nữa thôi nha của chú anh chị. Cái ống dây này của chú anh chị, đó là cái ống đục đó nha. Đục của người dân Đà Nẵng này thì nó khác ở đục của quê em của chú anh chị. Nó sẽ có một cái lưới vòng cung thôi chứ không có một cái đục như ở quê em nha. Đục của em là sẽ bao trùm luôn của chú anh chị. Lưới ở trong này thì nó giống nhau hết cô chú anh chị ơi. Dùng bằng lưới cước chứ không phân biệt bằng những loại lưới ở nhiều quê em nha. Nói chung cách kéo với cách làm thì rất chỉ là giống. Nhưng mà đồ nghề của bà con ngư dân Đà Nẵng thì nó khác lắm cô chú anh chị. Nó không giống như bà con ngư dân quê em. Ui tiếp tục à. Có mấy con cá đóng nữa cô chú anh chị nè. Hôm nay cá không là cá của chú anh chị ơi.
Đây này, của chú anh chị. Cá này, cá trích. Ok, hello. Ok, Việt Nam. Việt Nam. Ok. Đây, cá của chú anh chị. Cá không luôn của chú anh chị ơi. Nhưng mà nó sướng lắm của chú anh chị. Đây, cái đục vô tới đâu nè. Bà con ngư dân Đà Nẵng thì cũng bắt đầu mang của chú anh chị để cho cá mà nó muốn thoát ra thì nó sẽ không thoát ra được nha. Em đang đứng giữa lưới của bà con ngư dân Đà Nẵng để quay đây. Bên kia thì có cá đóng rất là nhiều của chú anh chị kìa. Đó kìa, ui trời trời, cá không của chú anh chị. Dạ dạ. Vô vô bay vô. Đây. Ui cá không của chú anh chị. Hôm nay trúng mẹ cá bi được của chú anh chị ơi. Cá bi rất là nhiều nè. Cá bi không. Cá bi này khoảng độ 100 mấy nghìn một ký của chú anh chị. Thôi con ơi. Mẹ này thì rất là trống rồi đó của chú anh chị. Dạ. Em thấy có mực nữa của chú anh chị kìa. Dạ. Có cá rạc nữa của chú anh chị. Giờ sẽ đổ hết chùa. Ui đã chưa. Cá này của chú anh chị. Bà con người dân Đà Nẵng thì đang lựa cá rồi của chú anh chị. Phần cá bi là cá bi và cá trạc với mực nữa nha của chú anh chị. Cá bi thì khoảng độ được 50 kg gì đó. Nhưng mà cá bi này nó cũng chưa lớn. Có con cá bò nữa của chú anh chị nè. Đây của chú anh chị. Cá bò nha. Còn bên này là cá bi với có cá đỏ mắt nữa của chú anh chị. Cá nó tươi thì nó nhảy tanh tách đã lắm của chú anh chị. Nhưng mà nó rất là sướng nha. Bên kia thì hình như em thấy có cá sòng nữa kìa. Cá sòng đó thì nó thường thường chạy thành bầy thành đàn của chú anh chị. Nhưng hôm nay thì nó chạy gì đâu ba con thôi. Cái này là cá cơm. Vô mẻ này thì khoảng được 5 đến 7 lượt cá gì đó cô chú anh chị. Con này là to nhất này. Cái này như là cá trạc của chú anh chị nè. Theo em được biết là có cá trích nè, cá bi, cá cơm, cá trạc, cá giò với vài loại cá nhỏ nhỏ của chú anh chị, em cũng chưa biết tên, với các có cá chọc nữa nha. Hồi này thì gỡ cá và thao lưới và thao đầu dây nha của chú anh chị. Cá nó đóng tại này rất là nhiều. Này nãy giờ gỡ khoảng độ 3-4 phút gì rồi mà vẫn chưa xong cá của chú anh chị. Những con cá mà đóng trên mặt lưới này của chú anh chị, mấy cô sẽ gỡ và bỏ trong này nha. Đây cá trích của chú anh chị nè. Cái này là cá chậu. Cá chậu hôm nay thì rất là lớn của chú anh chị. Mỗi hôm thì nó chỉ bằng 1/3 con này thôi nha. Hồi này nữa của chú anh chị. Rất nhiều. Phải hôm nay đây cũng gọi là trống rồi chú ơi. Con thấy cá bi được không? Cá bi đó cũng được 100 mấy ngàn ký đó chú.
Dạ. Cá bi đó thì nó có giá. Mình cô nói là 200.000 luôn nha cô chú anh chị. Nói chung là được giá. Giờ thì đến độ mà bà con và các thương lái vô mua cá này của chú anh chị. Cá kia là cá sòng nha. Cá sòng đó thì hình như là 100 mấy nghìn một ký đó của chú anh chị. Rất chỉ là có giá nha. Cá sòng đó thì kho ngọt ăn chấm với mắm mà bỏ một trái ớt thì thôi cô chú anh chị thì rất là ngon. Chị Đại đang mua cá bi nè. Cá bi này thịt nó béo lắm cô chú anh chị. Mới có một con cá đỏ mắt nè. Cá này là cá đỏ mắt của chú anh chị. Cá dậu. Dạ. Cá bì đó thì em cũng không biết bao nhiêu nghìn một ký. Nãy thì có cô nói 200.000 một ký của chú anh chị. Mà giờ bán thì em mới biết rõ hơn nha. Được 1 ký 2 ký cá bì của chú anh chị. Vô bán thử xem bao nhiêu tiền nha. Một ký 2 ký cá bi mà 300.000 một ký của chú anh chị là khoảng hơn 200.000 một ký cá bi nha. Khoảng độ 201-202 gì đó của chú anh chị. Cá này thì rất là có giá. Mẻ này thì thu nhập khoảng độ gần 2 triệu đó của chú anh chị. Nói chung là rất là nhiều. Người chia thì khoảng độ được 100 mấy 200 nghìn đó của chú anh chị ơi. Nói chung là lúc này thì bà con ngư dân cũng có động lực làm và có động lực để bủa một mẻ tiếp của chú anh chị. Nhưng mà giờ thì nó cũng chiều tối rồi nên bà con ngư dân chắc cũng sẽ không bủa nữa nha cô chú anh chị. Bà con ngư dân lúc này thì đang thao lưới rồi cô chú anh chị. Anh nghĩ là chắc cũng về luôn, không bủa đến nào được cô chú anh chị. Do thời lượng video em thì cũng khá dài rồi nên em hẹn tất cả cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo nha. Xem video này cảm thấy hay thì để lại cho em một nút like và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của em nha. Giờ thì em hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye.